Miss Universe Campuchia kèn cửa Ngọc Châu tại Mỹ gây mất điểm, Việt Nam lọt top với điểm cao. Đến Mỹ cùng thời điểm với Ngọc Châu, Manita Han, đại diện Campuchia tại Miss Universe, hiện đang gây mất điểm khi được o bé hết mực. Mới chỉ xuất hiện trận đầu tiên, nàng hậu đã cố gắng chơi trội hơn hẳn các thí sinh. Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu, đại diện Việt Nam đã khởi hành đến xứ cờ hoa để chinh phục giấc mơ hoàng phủ cho màu cờ sắc áo tại Miss Universe. Cùng ngày, một đối thủ của cô ở khu vực châu Á là Hoa hậu Hoàng vũ Campuchia, Manita Han, cũng chính thức lên đường để tranh tài cho chiếc vương miện 6 triệu đô la. Tại sân bay Phnom Penh, mỹ nhân đất nước Chùa Tháp diện một bộ suit đen đính đá quyền lực sang chảnh hết nấc, kết hợp với đó là kiểu trang điểm có nét tương đồng với hai đại diện Thái Việt. Đôi mắt của Manita Han được nhấn nhá tỉ mỉ với màu khối tạo nên sắc nét cho khuôn mặt cùng với đôi môi màu trầm. Không thua kém các đối thủ khác tại châu Á, mỹ nhân đất nước Chùa Tháp nhận được đông đảo sự ủng hộ từ phía khán giả. Hàng trăm người đã chờ đợi sẵn để chào tạm biệt Manita khi cô chuẩn bị chiến đấu cho quốc gia tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất toàn cầu. Ngay từ khi đặt chân đến sân bay, đại diện Campuchia còn chơi trội hơn các mỹ nhân khác khi di chuyển bằng xế hộp hạng sang Rolls Royce có giá lên đến chục tỷ đồng. Có thể thấy rõ ban tổ chức Miss Universe Cambodia đã có sự o bế vượt trội dành cho chiến binh lần này của họ khi đầu tư đầy đủ về mặt hình ảnh từ quần áo đến tóc tai. Lẫn các xuất hiện cũng khiến giới truyền thông phải tốn nhiều giấy mực. Được biết, Hoa hậu Hoàng phủ Campuchia đã theo học cách quốc với huấn luyện viên người Ấn Độ, huấn luyện viên của Miss Universe 2021 Hana Sandhu. Manita Han cũng là đại diện đầu tiên của Campuchia nhận được nhiều kỳ vọng nhất sau nhiều mùa Hoa hậu Hoàng phủ. Tuy nhiên, việc xuất hiện quá lồng lộn xa hoa được nhiều người nhận xét là sẽ gây mất điểm với ban tổ chức Miss Universe khi đi ngược với tiêu chí của cuộc thi này. Nhiều thí sinh trước đó cũng chia sẻ về việc bị mất điểm chỉ vì mang theo quá nhiều hành lý trong quá trình diễn ra cuộc thi. Tuy vậy, Hoa hậu Hoàng vũ Campuchia vẫn là một trong những đại diện châu Á đáng gờm trong mùa giải lần này của Miss Universe. Dù sở hữu chiều cao kém nổi bật, nhưng đại diện đất nước Chùa Tháp lại sở hữu dung nhan hợp gu với Hoa hậu Hoàng vũ nhất, với đôi mắt to dài chuẩn beauty queen. Cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ 2022 chính thức được bắt đầu khi các đại diện từ nhiều quốc gia đã bắt đầu đổ xô đến đất nước cờ hoa với nhiều sắc thái riêng biệt. Đặc biệt, những cô gái châu Á của mùa giải lần thứ 71 sở hữu sắc phốc không hề kém cạnh so với các mỹ nhân đến từ khu vực Nam Mỹ hay châu Âu. Celeste Contessi là đại diện Philippines tại Miss Universe 2022. Cô nàng nhận được sự ủng hộ ở khắp các diễn đàn sắc đẹp toàn cầu. Tuy nhiên, khi mỹ nhân sinh năm 1997 ra sân bay lại không có một bóng người đến tiễn. Đồng thời, trang phục đơn sơ của Celeste cũng khiến nhiều fan phải sốc vì giống hệt như đồ ngủ ở nhà. Trái ngược với đại diện của cường quốc Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2022, Anna Suangam IM lại được toàn dân quê hương ủng hộ khi sắp chinh chiến quốc tế. Hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng chờ đợi người đẹp sinh năm 1998 ở sân bay Suvarnabhumi để chúc mừng và tiễn cô đến xứ sở cờ hoa. Không kém cạnh đối thủ Thái, Ngọc Châu xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất với hơn trăm người hâm mộ vây kín. Các poster của mỹ nhân Tây Ninh trải dài trong biển người cùng với nhiều lời chúc tốt đẹp đến cô. Ngay khi vừa lên đường, Ngọc Châu đã liên tục được các chuyên gia sắc đẹp hàng đầu dự đoán sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Không chỉ được chuyên trang Sass Factor gọi tên vào top 5, cùng thời điểm Ngọc Châu mới đây cũng được chuyên trang Crowd Talk dự đoán sẽ xếp vị trí thứ tư tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ lần thứ 71. Chuyên trang Miss Sociology cũng xếp Ngọc Châu của Việt Nam vào top 10 cuộc thi năm nay, cùng các đại diện của Thái Lan, Philippines, Puerto Rico, Nam Phi, Colombia, Venezuela, Tây Ban Nha, Campuchia. Trên một vài chuyên trang về sắc đẹp, fan hâm mộ đặt hy vọng Ngọc Châu sẽ giành vương miện tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Trước khi chinh chiến ở đấu trường quốc tế, Ngọc Châu dành nhiều thời gian trau dồi rèn luyện các kỹ năng cần thiết để có thể đủ lực chinh chiến tại Miss Universe 2022. Nhiều người tin rằng với lợi thế ngoại hình và khả năng tiếng Anh ấn tượng, cô sẽ vượt mặt các tiền bối để mang về thành công vang dội nhất. Đại diện Việt Nam ngày càng nhận được nhiều tín hiệu tích cực và những lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế. Ngọc Châu hiện liên tục xuất hiện với các thứ hạng cao tại các chuyên trang dự đoán. Rất hiếm có một bảng xếp hạng nào mà khán giả thấy Ngọc Châu bị out top, chứng tỏ đại diện Việt Nam hiện đang tạo ấn tượng mạnh và là một tín hiệu rất khả quan.